Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức đón công dân Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương, những ngày qua quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng thiết lập khu cách ly tập trung để đón bà con trở về. Ghi nhận tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến vào trưa ngày 17 tháng 7, lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, cải tạo phòng học thành phòng cách ly, bố trí trang thiết bị cần thiết, điện nước, quạt, vệ sinh và chăn màn phục vụ bà con. Theo lãnh đạo quận Cẩm Lệ, tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, địa phương trưng dụng 22 phòng từ tầng 1 đến tầng 4, mỗi phòng sẽ bố trí 6 người. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hội đồng Hương tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án hỗ trợ người dân Đà Nẵng ở thành phố Hồ Chí Minh về quê. Hội đồng Hương sẽ lo toàn bộ từ khâu đưa người từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Đà Nẵng, kể cả xe cộ, ăn uống và xét nghiệm. Khi về đến Đà Nẵng, người dân ở quận huyện nào thì sẽ về địa phương đó cách ly.